Hy vọng cuối cùng cho Afghanistan, Taliban khả năng sẽ bị đánh úp bởi một lực lượng đặc biệt. Gần 2.300 tỷ USD Mỹ đổ vào Afghanistan. Vai trò của Mỹ ở Afghanistan chuyển sang giai đoạn mới. Đó là những thông tin chính có trong bản tin quốc tế ngày hôm nay. Nội dung cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Taliban không kiểm soát cả đất nước. Các biệt kích Afghanistan do SAS huấn luyện tham gia phong trào kháng chiến du kích có vũ trang do Phó Tổng thống bị phế truất Saleh lãnh đạo ở thung lũng Panjshir. SAS là một trong những lực lượng đặc biệt tinh nhuệ nhất thế giới do quân đội Hoàng gia Anh. SAS có những phương pháp luyện tập và hoạt động được dùng làm hình mẫu cho rất nhiều lực lượng đặc nhiệm khác trên thế giới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác nhận rằng một cuộc kháng chiến vũ trang chống lại Taliban bao gồm các lực lượng do SAS huấn luyện ở Afghanistan đang hình thành trong thung lũng Panjshir. Phía Nga cũng xác nhận rằng lực lượng kháng chiến được dẫn đầu bởi Phó Tổng thống bị phế truất Amrullah Saleh và Almaz Massoud, con trai của một chiến binh chống Taliban đã bị giết. Các báo cáo cho rằng trong số này có các thành viên của lực lượng đặc biệt Afghanistan do SAS huấn luyện, được cho là những người tốt nhất trong tổng số những người tốt nhất mà quân đội Afghanistan cung cấp. Ông Lavrov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ở Moscow sau cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Libya rằng Taliban không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan. Có những báo cáo về tình hình ở thung lũng Panjshir, nơi tập trung sự kháng cự của Phó Tổng thống Afghanistan, ông Saleh và Almaz Massoud. Ngoại trưởng Lavrov cũng nhắc lại lời kêu gọi của ông về một cuộc đối thoại bao gồm tất cả các bên tham gia chính trị ở Afghanistan để thành lập một chính phủ đại diện. Thung lũng Panjshir ở phía đông bắc Kabul là nơi trú ẩn cuối cùng còn sót lại của Afghanistan, được biết đến với hệ thống phòng thủ núi non tự nhiên. Theo những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, Amrullah Saleh và Almaz Massoud đang cùng nhau kéo một phong trào du kích để chống lại Taliban. Almaz Massoud, con trai của chiến binh chống Taliban nổi tiếng Afghanistan, hôm thứ Năm cho biết anh sẵn sàng tiếp bước cha mình khi anh tập hợp lực lượng của mình ở thung lũng Panjshir, phía đông bắc Kabul, nơi đóng quân cuối cùng của đất nước. Massoud là con trai của Ahmed Shah Massoud, nhà lãnh đạo kháng chiến nổi tiếng chống Taliban, bị ám sát năm 2001, hai ngày trước cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 nhằm vào Mỹ. Theo báo cáo, hướng đến thung lũng Panjshir để tham gia kháng chiến là một nhóm lính đặc nhiệm Afghanistan. Các lính biệt kích và lính đặc nhiệm, những người hiện đang bị săn đuổi bởi Taliban, được cho là đang tìm đường đến vùng Panjshir để gia nhập nhóm kháng chiến đang hình thành ở đó. Hàng ngàn chiến sĩ đang hướng về khu vực nơi có hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, cũng như các nhóm người địa phương muốn tham gia chiến đấu. Nguồn tin cho biết, đó không phải là sự phản kháng thông thường, đó là cuộc kháng chiến của hàng nghìn lực lượng được huấn luyện, thông thuộc từng tấc đất và có kinh nghiệm chiến đấu xuất sắc trong cuộc chiến chống khủng bố trong 20 năm qua. Tôi sẽ không chết trước khi tiêu diệt Taliban. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng. Nga tỏ ra lạc quan một cách thận trọng về ban lãnh đạo mới ở Kabul và đang tìm cách liên lạc với các chiến binh trong nỗ lực tránh bất ổn tràn sang các quốc gia láng giềng ngoài Liên Xô cũ. Trong khi Mỹ và các nước khác gấp rút sơ tán công dân của họ khỏi Kabul, Nga cho biết đại sứ quán của họ sẽ tiếp tục hoạt động. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng Taliban đang tích cực khôi phục trật tự và đã thể hiện ý định đối thoại của họ. Chuyển sang tin tức tiếp theo. Mỹ đã tiêu tốn gần 2.300 tỷ USD cho cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan, nhưng vẫn không đạt được mục tiêu ngăn chặn Taliban trỗi dậy. Mỹ tiến vào Afghanistan tháng 10 năm 2001 để lật đổ Taliban sau khi cáo buộc lực lượng này chứa chấp chùm khủng bố Osama Bin Laden và các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Quân số liên tục tăng trong bối cảnh Washington chi hàng tỷ USD để đẩy lùi Taliban và tái thiết cơ sở hạ tầng. Khoảng 110.000 lính Mỹ đã có mặt ở Afghanistan vào thời kỳ cao điểm năm 2011. Con số này rút xuống còn khoảng 4.000 người vào năm ngoái. Các thống kê do Lầu Năm Góc công bố có thể không bao gồm lực lượng đặc nhiệm chuyên hoạt động bí mật và những đơn vị được triển khai ngắn hạn. Nhiều nước đồng minh của Mỹ cũng gửi quân tới Afghanistan, trong đó có nhiều thành viên NATO. Tổ chức này chấm dứt nhiệm vụ tham chiến ở Afghanistan vào tháng 12 năm 2014, nhưng vẫn duy trì 13.000 lính để huấn luyện quân đội Afghanistan và hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố. Nhiều nhà thầu dân sự cũng xuất hiện ở Afghanistan, với khoảng 7.800 người Mỹ hiện diện ở nước này trong quý 4 năm 2020. Trong giai đoạn 2010-2012, khi quân đội Mỹ duy trì hơn 100.000 lính tại Afghanistan, chi phí tác chiến tăng lên đến gần 100 tỷ USD mỗi năm. Con số này giảm đáng kể sau khi Washington chấm dứt các chiến dịch tấn công và tập trung vào đào tạo lực lượng Afghanistan. Quan chức Lầu Năm Góc cho biết, ngân sách được đầu tư vào lực lượng ở Afghanistan là 45 tỷ USD năm 2018. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố tổng chi phí quân sự tại Afghanistan từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 9 năm 2019 là 778 tỷ USD.
Bộ Ngoại giao, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID và nhiều cơ quan chính phủ khác cũng đổ 44 tỷ USD vào các dự án tái thiết Afghanistan. Tổng số tiền được các cơ quan này chi ra trong giai đoạn 2001-2019 là khoảng 822 tỷ USD, chưa kể tới những khoản chi ở Pakistan, nơi Mỹ đặt nhiều cơ sở cho những chiến dịch ở Afghanistan. Thống kê của Đại học Brown của Mỹ cho thấy 800 tỷ USD đã được đầu tư vào chi phí tác chiến trực tiếp, 85 tỷ USD dành cho huấn luyện quân đội Afghanistan. Chính phủ Mỹ mỗi năm bỏ ra 750 triệu USD để trả lương cho binh sĩ chính phủ Afghanistan. Tổng số tiền được Mỹ đổ vào Afghanistan trong 20 năm ước tính khoảng 2.260 tỷ USD, tương đương mỗi ngày Mỹ đã chi ra hơn 300 triệu USD cho Afghanistan. Con số này đồng nghĩa với việc số tiền Washington bỏ ra để ngăn Taliban trỗi dậy còn cao hơn tổng giá trị tài sản của 33 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ, nhưng vẫn không thể ngăn đà tiến quân của Taliban chỉ trong vài tháng qua. Giới phân tích nhận định Mỹ sẽ chịu thêm nhiều chi phí rất lâu sau khi rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan theo lệnh của Tổng thống Joe Biden. Washington đã phải trả 500 tỷ USD tiền lãi do chi phí cuộc chiến được lấy từ các khoản vay của chính phủ. Đến năm 2050, riêng số tiền trả lãi vì cuộc chiến Afghanistan có thể lên tới 6.500 tỷ USD. Số tiền đã đi đâu? Phần lớn ngân sách đầu tư vào Afghanistan tập trung cho các chiến dịch chống phiến quân, cũng như bảo đảm tiền lương và hỗ trợ hậu cần, y tế cho binh sĩ. Kể từ năm 2002, Mỹ đã chi hơn 143 tỷ USD cho hoạt động tái thiết tại Afghanistan, trong đó 88,3 tỷ USD dành cho xây dựng lực lượng an ninh, bao gồm quân đội và cảnh sát. Gần 36 tỷ USD được đầu tư cho hoạt động quản lý chính quyền và phát triển, trong khi nhiều khoản tiền nhỏ hơn được dành cho nỗ lực chống chất cấm và hỗ trợ nhân đạo. Khoảng 19 tỷ USD trong số này đã bị lãng phí bởi tình trạng tham nhũng và lạm chi, theo báo cáo của Tổng Thanh tra đặc biệt của Mỹ về tái thiết Afghanistan, SIGAR. Các nguồn tin cho biết, Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Afghanistan trong nhiều tháng không trả lương cho binh sĩ hoặc cảnh sát. Các lực lượng an ninh của Afghanistan thường không được cung cấp đầy đủ vũ khí, thậm chí là thiếu cả thức ăn và nước uống. Nhiều binh sĩ và cảnh sát bị điều đến những khu vực xa nhà, nơi họ không có bất cứ mối liên hệ nào, khiến một số đảo ngũ để trở về và bảo vệ gia đình mình. Tình trạng thiếu niềm tin vào chính quyền chính phủ Afghanistan và nhiều quan chức tuyên bố sẽ không chiến đấu để bảo vệ chính quyền Tổng thống Ashraf Ghani được coi là nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội quân tỷ đô này. Thiệt hại nhân mạng. Thiệt hại về nhân mạng và chi phí đi kèm cũng không kém, khi 2.500 binh sĩ và gần 4.000 nhà thầu dân sự Mỹ đã thiệt mạng tại Afghanistan kể từ năm 2001. Washington tốn khoảng 300 tỷ USD để chăm sóc cho 20.000 người bị thương do cuộc chiến Afghanistan và dự kiến sẽ mất thêm 500 tỷ USD nữa trong tương lai. Hơn 1.000 binh sĩ các nước đồng minh của Mỹ cũng thiệt mạng khi làm nhiệm vụ ở Afghanistan. Tuy nhiên, con số này chưa thấm vào đâu so với thương vong của lực lượng an ninh và dân thường Afghanistan. Tổng thống Ashraf Ghani hồi năm 2019 cho biết đã có 45.000 thành viên lực lượng an ninh Afghanistan thiệt mạng từ khi ông lên nắm quyền năm 2014. Nghiên cứu của Đại học Brown năm 2019 ước tính quân đội và cảnh sát Afghanistan đã mất 64.100 người kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối năm 2001. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Sau bất ngờ trước sự thất thủ ngoài dự kiến của Kabul và tan rã nhanh chóng của quân đội chính phủ Afghanistan, Washington đang định thần và vai trò của Mỹ đối với đất nước này sau thời điểm rút quân vẫn còn rất bất định. Một số phương tiện truyền thông của Mỹ cho biết, ngày 18 tháng 8 là thời điểm bắt đầu xuất hiện một liên minh chống lại Taliban mới ở các khu vực phía bắc Afghanistan, nơi mà trước đây nhóm này có sự hiện diện yếu ớt hơn. Hiện tại, lực lượng của Ahmad Massoud, con trai của thủ lĩnh Liên minh phương Bắc Ahmad Shah Massoud, người đã bị các chiến binh Al-Qaeda sát hại, hiện đã co cụm trên địa bàn tỉnh Panisar. Một liên minh phương Bắc mới chống lại Taliban được cho là đã hình thành tại khu vực phía Bắc Afghanistan. Ngoài ra, tàn dư của quân đội Afghanistan và lực lượng đặc biệt không đứng về phía Taliban đã rút về đây. Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan, Amrullah Saleh, là người lãnh đạo lực lượng này, được cho là được trang bị tốt nhất với các máy bay trực thăng vận tải của riêng mình. Tuy nhiên, Liên minh phương Bắc mới cố thủ ở Panisar sẵn sàng bảo vệ tỉnh này và ngăn nó nằm dưới sự kiểm soát của phong trào Taliban, nhưng tuyên bố thiếu vũ khí, đạn dược và thiết bị. Liên minh phương Bắc mới được tổ chức trên lãnh thổ Panisar đã yêu cầu Mỹ và các đồng minh phương Tây cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị để chống lại Taliban. Ahmad Massoud, người lãnh đạo cuộc kháng chiến ở tỉnh Panisar, nơi sinh sống của người dân tộc Tajik, đã đưa ra yêu cầu. Trong khi đó, giới lãnh đạo Taliban tuyên bố ý định nhận về Afghanistan các thiết bị quân sự và vũ khí cùng với các quân nhân Afghanistan vốn đang ở trên lãnh thổ của các nước láng giềng. Phong trào này đặc biệt quan tâm đến các máy bay trực thăng và máy bay của không quân Afghanistan hiện đang ở Uzbekistan và Tajikistan.
Theo số liệu mới nhất, chỉ riêng tại thành phố Termen của Uzbekistan đã có hơn 40 máy bay các loại của Afghanistan